Xin chào các bạn. Hiện tại là 5 rưỡi sáng. 5 rưỡi 6 giờ sáng tại Đà Lạt. Các bạn nhìn này. Gió thổi vô vô. Sương mù không nhìn thấy gì. Ôi trời ạ. Sương mù không nhìn thấy gì. Anh em tôi xuất phát từ Đà Lạt đi Hồ Chí Minh. Ok, let's go. Quá rét các bạn. Đường Đà Lạt thì toàn gọi là đường dốc thôi các bạn. Đi từ trên dốc xuống dưới dốc. Đường rất là khó đi các bạn nhé. Các bạn đi xe máy rất là nguy hiểm đó. Bye bye Đà Lạt nha. Mình chạy được khoảng chưa đến 50 cây nhỉ? Trên 50 cây. Nên buồn ngủ quá các bạn. Đỡ lại là bắt giờ sáng đấy. Còn đây đỡ lạnh hơn rồi. Ok, các bạn ăn phở cùng tôi nha. Ăn phở. Bánh phở ở đây thì cứng lắm các bạn. Không mềm như ở Hà Nội mình đâu. Rồi, mời các bạn xem của mình nha. Rồi, tiếp tục hành trình đi Sài Gòn. Hey, xin chào các bạn. Đến ngày cuối cùng trong chuyến hành trình thì chúng tôi dính mưa các bạn ạ. Tại chúng tôi đang ở Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Đang đi đường thì một cơn mưa rất là to ập xuống luôn. Phải trú tạm vào trong nhà để mặc quần áo mưa với cả bọc lại ba lô, túi sách. Đấy, bảo hỏi chú trong có vệ sinh không? Cầu mong mưa đây chắc nó cũng có ảnh hưởng của bão nên là nhưng chắc
Cả mong là mưa nhỏ thôi thì chúng ta còn đi có kịp giờ. Ok, ngày cuối cùng dính mưa. Ôi, có như thế là lọc lá đi. Hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Bye bye. Con xe công bị hỏng ngang đường lên đèo nên là làm cho đoạn đường bị tắc hàng dài luôn. May quá mình là đoạn đường đi xuống, không phải đoạn đường đi lên. Đoạn đường đi lên thì tắc hàng dài các bạn ạ. Trời, nó tan như thế này thôi. Kinh khủng. Anh em, hôm nay chúng tôi đi trời mưa. Ngày cuối cùng rồi, mình cũng mưa. Chúng tôi hiện tại đang ở Đồng Nai nhá. Cuối cùng của chuyến phiêu lưu của anh em tôi. Hai thằng ướt như chuồn lột các bạn. Giày dép ướt hết à. Ông ngào vào đây. Từ cung đường từ Đà Lạt vào Hồ Chí Minh mà nó khắc nghiệt quá các bạn. Mưa đến 4-5 lần rồi mà đến lần này nó mưa to quá không chịu được. Đỗ lại. Quá kinh khủng. Đi 11 ngày không mưa, đến ngày thứ 12, ngày cuối cùng thì lại mưa các bạn. 11 ngày ngày nắng, đến hôm cuối cùng làm ra trận mưa, tắm rửa luôn, sạch sẽ. Rồi ơi. Hello các bạn, hiện tại anh đang có mặt tại cây cầu Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh. Ra đây để ông tay một lúc với các bạn. Sợ cướp lắm. Kinh lắm. Đây mình đi một chuyến trong 338. Toàn mưa rồi. Đi 300 km. Toàn mưa các bạn. Thỉnh thoảng mới có tí không mưa nhưng mà toàn mưa là mưa. Đây mà là cầu Sài Gòn. Đấy chưa phải. Đây cầu Cần Nhỏ đó. Mình đã đến Sài Gòn. Kính thưa quý khách, mình vừa ra ga ga Sài Gòn. Ga Sài Gòn. Vừa ra ga Sài Gòn để gửi xe máy về. Các bạn gửi xe từ Sài Gòn về Hà Nội thì đến cửa số 4 nhé. Các bạn đến cửa số 4 này sẽ gửi xe từ cửa này sẽ nhận gửi xe từ Hà Nội về Sài Gòn luôn. Ok.
chuyến hành trình của mình đến đây là kết thúc. 12 ngày, ngày hôm nay ngày thứ 12, ngày cực kỳ mưa gió, đi 300 km, toàn trời mưa các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến hành trình sắp tới nha. Bây giờ mình sẽ bay vào Phú Quốc để mà bay vào cùng gia đình ở trong đó. Gia đình mình bay từ Hà Nội vào đấy rồi, bay cùng gia đình vào Phú Quốc, và sau đó mùng 5 mình sẽ bay ra Hà Nội. Xin chào và hẹn lại tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nha. Hey, xin chào các bạn. Mình đang đi trên đường phố Sài Gòn, cầm cái camera quay mà cũng run phết các bạn ạ. Mình đi trên đường Sài Gòn mà mình nhớ hôm nay do trời mưa nhiều quá, thứ hai là không dám bỏ máy quay hoặc là điện thoại ra quay các bạn, chỉ sợ đang cầm quay tự nhiên là ối rồi không thấy đâu nữa. Đó, mình đây là đang đi trên vỉa hè nên là mới dám cầm máy quay để quay. Tại mình vừa gửi xe ở ga Sài Gòn để ra Hà Nội rồi. Tiền xe như con xe của mình là mất 1.100.000 các bạn. Đi mất khoảng độ 2 ngày, 2 đến 3 ngày là ra đến nơi thôi. Theo lịch của mình dự kiến là mùng 4 tháng 7 là lấy rồi, hôm nay mùng 2 mình gửi, mùng 4 là lấy rồi. Hôm nay thì mình bỏ qua hai địa điểm là nhà Mũi Né Phan Thiết với cả Vũng Tàu, mà hai anh em chạy thẳng 300 km từ Đà Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tại vì là mình có lịch đột xuất, cả nhà bay ra Phú Quốc ngày hôm nay, thế là tối mình bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc luôn cùng cả nhà. Thì ra đi đến lần đầu tiên đi xuyên Việt, đi tới ngày thứ 12 là cũng cảm thấy thế là ổn rồi, thế là đủ rồi nha. Dũng phát biểu cảm nghĩ sau 12 ngày rồi. Chán chưa? Đã thấy ok, đã thấy thỏa mãn chưa? Ngồi thấy đau đít lắm rồi. Đấy, hôm nay ngồi đau đít, nay ngồi 300 cây các bạn, 300 cây mà trời còn mưa tầm mưa tã, hai thằng ướt như con chuột lột luôn. Mưa mà mưa cảm giác như kiểu là mình cứ đi đến đâu ở mưa nó theo đấy các bạn. Chạy đến hàng 200 km mà mưa nó vẫn cứ theo. Đúng là qua cái sông Sài Gòn là nó mới hết mưa, mà trời Sài Gòn đấy các bạn nhìn cũng nhiều mây á, cũng oi á, khả năng tối hoặc mai là cũng mưa thôi. Thế thôi, nhưng mà cũng may 11 ngày đi thì 12 ngày đi thì là 10 ngày nắng nha. 10 ngày nắng to, 1 ngày trời đẹp, 1 ngày lên Nha Trang, lên Đà Lạt thì trời đẹp dầm mát. Còn 1 ngày từ Đà Lạt đi Hồ Chí Minh 300 km thì trời mưa tầm tã. Thôi, thế cũng có cảm giác được, vừa cảm giác biết được trời mưa, biết được trời nắng, biết được trời râm, trời đẹp là như thế nào, cũng là một trải nghiệm. Thôi, còn lại rất nhiều những nơi và những cung đường mà mình chưa đi qua. Coi như đó là một cái lý do, cái cớ để mà sau này có cái dịp để mình đi, có cái dịp để mà tiếp tục chinh phục những cái nơi mình chưa tới, có thể đi lại những nơi mình đã tới nhưng sẽ đi trên những cung đường khác. Ok, đây là tượng đài Thánh Gióng, đây là Lý Thái Tổ, đây là ở đường Cách Mạng 8 các bạn, đường Cách Mạng 8, đây có cái tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa. Đó. Thôi ok, mình sẽ dừng cuộc phiêu lưu, cuộc hành trình xuyên Việt của mình tại Hồ Chí Minh. Tối nay mình sẽ bay vào Phú Quốc cùng với gia đình. Bay một mình thôi, gia đình mình bay vào từ chiều từ Hà Nội rồi. Xin hẹn các bạn vào một dịp khác, nếu là mình có cơ hội, chắc chắn là sẽ có cơ hội.
để mà sẽ thực hiện những chuyến phiêu lưu khác, ví dụ như cung đường Tây Bắc, Đông Bắc và miền Tây Nam Bộ và mũi Cà Mau, nhưng nơi đó mình cũng chưa đi. Hey, xin chào các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại chợ Bến Thành của Hồ Chí Minh. Lại các bạn xem chợ Bến Thành. Còn đồng hồ cũng đẹp. Đi đường này lấy quà đang chơi cái đường này mà. Không, đi cổng kia. Tôi đã đi vào trong. Trong chợ thì bán đa phần quần áo rồi chứ. Quần áo nhiều, giống chợ Đồng Xuân. Hà Nội. Rất là rộng, trần rất là cao. Đó, chợ Bến Thành, quán quần áo giày dép rất là nhiều, đồ túi sách, đồng hồ trang sức. Nói chung mình thấy giống các chợ khác không? À, ta đi ra cổng kia cho có xem. Ta đi cổng kia kìa. Mà đi vòng ra đây. Cũng chỉ như các chợ khác thôi. Chỉ đầy bếp với cả quần áo hết. Ok, thôi, mình chào tất cả mọi người nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. Mm-hmm.